Good morning, everybody. Here I am, down at the Maribyrnong River, going for a brim today again. I just got here now. It's now 9:30, and today I'm going to do a clip in English and Vietnamese. So, hope you like it. Chào các bạn, bữa nay mình xuống dòng sông gần nhà mình câu cá hanh các bạn. Giờ bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi, mới xuống tới. Bữa nay mình làm clip tiếng Anh với tiếng Việt nha các bạn. Rồi, để mình chuẩn bị. I'm gonna get set up and gonna start fishing. I'm using A1 worm today, and hopefully something come along. Bữa nay mình xài mồi trùng nha các bạn. I'm gonna pack up and I'm gonna move to down the Yarra. Give me a little boy, I couldn't, now it's not doing nothing, so I'm gonna change spot. Yeah, chào các bạn. Bây giờ dọn cần câu đi lại dòng sông khá câu rồi. Từ nãy giờ nó ăn nhẹ nhẹ không mà không dính con nào á. Bây giờ mình dẹp cần đi lại chỗ khác. Mới tới chỗ mới các bạn. I just arrived here, new spot in the Yarra. I went to pick up my brother. We just got down now. I'm gonna start fishing. And mới đi dước thằng em về, ghé chỗ mới câu luôn các bạn. Dính lương rồi bạn, con nhiều. Con nó bự. Here it is. A new big one. Ấy ấy. Nè các bạn. Đường lương rồi. Bự, con này bự. Nè các bạn, đường con á, nghe mới dính. My brother just got another eel. Look at this. Been here less than an hour. Two eel. That's not bad at all.
There's going to be more coming, I think. Tới đây câu chưa được tiếng các bạn, được hai con lươn rồi. Nó bắt đầu ăn á. Để họ coi dính xem nó không. Yeah, I'm hungry now. We stopped by the Vietnamese restaurant before. We bought two, one for me and one for my brother. But broken rice combination, special broken rice combination. Hồi nãy chạy ngang chợ tiệm ăn Việt Nam, mua hai hộp cơm tấm đặc biệt. Bây giờ đói bụng rồi, hai anh em ăn. Rồi mời các bạn. Em dính lươn đó các bạn. Đây, nó đang quay nè. Quay mạnh vô. Đây nè các bạn. Con nữa. À. Con nữa. Quá trời đã. My brother just got another eel. Not bad. Con new again. Dính luôn rồi các bạn. Con này bự. Nhỏ hơn con kia một chút. Here, here another eel. Lươn này các bạn. Con này nhỏ hơn con kia một chút xíu. Oh, got a brim. Nice size brim. Được cá hanh bạn. Con này cũng được. Số cá hanh này nha. Thôi thôi để không? Got another eel. Dính lươn đó các bạn. Another eel. Lươn nữa các bạn. Con này con thứ 5 hả? My brother on the new. Con
Now, look down, lock down. Here it is. An eel, another eel, big one. Này các bạn, con lươn này bự cả ký á. Dính rồi, lươn, con này lươn, dính rồi, I'm on again, this is new, con này lươn bự, có cá, có chết, lấy dợp, lấy dợp, có chết, con này chắc 5-6 ký. Oh god, massive carp. Nè các bạn, dính con cá chép, con này chắc khoảng 5-6 ký rồi các bạn, bự. Con này làm chả ăn ngon lắm. Here it is. Here's the carp. Big one. Nè các bạn, cá chép nè. Con này khoảng 5-6 ký á. Quá trời bự à. Cái này không biết làm gì ăn nữa. Chắc là vừa cạo làm chả, chả cá quá. Yeah, that's it. I'm gonna pack up and go home. Done not bad today. 6 eel, 1 brim, and a massive carp. And I hope you like the clip. And please remember to subscribe and support me. Thank you. Thôi bây giờ mình dọn cần các bạn ơi, đi về. Rồi dính được bữa nay 6 con lươn. Một con cá chép 6 ký mấy, với một con cá hành. Rồi các bạn nhớ xem clip mình, ủng hộ và đăng ký cho mình nha các bạn. My brother just landed an eel.
We're packing up. Oh, it's a brim. Nice size brim. Only bow. That's a good size brim. But we're going home anyway. Nghe mới dính con cá hành các bạn. Đang dẹp được cần câu mà dính. Thôi, bây giờ cũng đi về rồi. Yeah, we're packing up. My brother landed one and I landed one now. Các bạn đang dẹp đồ nghề. Nghe em dính con trước. Mà bây giờ tới mình. Cá hành nè. Nó đang ăn, bỏ đi về ổn quá. Để ngồi suy nghĩ coi.